Rồi để em hướng dẫn cơ bản cho anh nha. Thì em chỉ sơ bản cho anh. Thì ví dụ như anh đánh một vợt á, anh đánh một vợt á, thì đây em có để nè. Lưu ý khi lúc trước em có để cái lưu ý này cho anh khách kia anh biết nha. Lưu ý khi bạc thả cáp máy chạy liên tục. Núm đỏ không bao giờ được vặn qua khỏi số 3, nếu vặn qua khỏi số 3 sẽ nóng và cháy máy. Thì đây có số 3 nè, đây số 3 nè, ha, số 3 nè, anh quẳng khỏi số 3 là anh cố tình nhận gì? Anh dặn tầm số 3 trở về nha. Số 2, số 1, số 2, 2 rưỡi tầm khoảng này thôi, 2 rưỡi, 2, 2 rưỡi, 2. Hoặc là số 3 mà thường thì không cần. Dưới số 3 xíu nha. Rồi. Thì anh đánh một vợt á, thì anh đánh như thế nào cũng được. Ví dụ anh đang đánh một vợt đi. Đánh một vợt thì máy nó chạy liên tục. Không có chạy liên tục có nghĩa là anh bóp cái anh ngưng, anh bóp cái anh ngưng, anh bắt cái anh ngưng, nó chết cái anh ngưng đúng không? Thì anh chạy liên tục hoài không có vấn đề gì cả. Thì ví dụ nha, cái nút màu đỏ này là mạnh yếu thì nó quyết định ở đây nha. Quyết định ở đây là thả cáp hay không thả, là nút màu đỏ này. Thì lưu ý là thả cáp thì không được vặn khỏi số 3, nhớ cái này là được rồi. Còn nút màu xanh này thì khi mà mình bật trộn lên mình hai cái nút này mới xài được nha. Nút màu xanh này là cái nhịp cái dòng điện nó ra mạnh hoặc yếu, nó đi chung với nút màu đỏ này khi mình bật cái chế độ trộn lên. Còn cái màu vàng này là trộn nhanh trộn chậm thôi ha. Đó thì đánh một vợt nè, đánh một vợt thì vẫn ăn u phi bình thường nha. Đánh một vợt thì nút màu đỏ nó mình dặn hết ra, nhặt là số 8, số 7 vẫn đều được ha, sao cũng được ha. Rồi nhưng mà khi thả lên nè, thả lên khi bật thả thì nhớ dưới số 3 để khoảng số 2 là 2 rưỡi nha. Rồi nút màu xanh này nó quyết định mạnh yếu luôn nè, anh thấy cái đống đèn tối nha, nè dặn nút màu xanh cao lên nè, anh thấy đống đèn sáng không nè, tối lên nè, thấy không? Đó, sáng lên nè. Đó thì thả cáp á. Còn cái nút màu vàng này chế độ nhanh chậm, nhanh nè ha, chậm nè, nhanh nè ha. Rồi thì ví dụ như á, ví dụ anh thả cái chê thả lạnh đi ha, thì anh cho nhịp trộn nó nhanh, nó vừa vừa vậy nè, như vậy nè ha, nhanh vậy ha, nè nghe nhanh vậy nè ha. Nó chậm quá cái chê nó chạy mà nhanh quá, nhanh như gà lì luôn rồi đâu được. Nó vừa ha, anh nghe tiếng vừa ha. Rồi cái nút màu xanh này dặn tầm khoảng số 3, số 4 thôi, số 4 hoặc số 3 thôi ha. Nút màu đỏ này để tầm khoảng số 2 thôi ha. Rồi cái chê nó lên ha, ví dụ anh thấy cái chê nó lên, cái chê nó lên nó còn chạy nó lạng quá thì mình nhích cái nút màu xanh lên, mình thấy cái chê rồi nó vừa chết nó đẹp rồi đó, mình vừa xúc rồi nó không có chạy nữa thì mình để, mình thấy nó liệt nó lên, nó liệt quá mình giảm nút màu xanh lại, còn không mình giảm màu đỏ lại ha, giảm lên số 1 rưỡi như vậy ha. Còn này là ví dụ rồi đó là thả lạnh nha. Còn thả cáp thì anh nút màu xanh thì anh dặn tầm khoảng số 8, số 9 gì đó ha, số 6, số 7 cũng được, để ví dụ như cơ bản là số 6 đi ha. Rồi nhịp trộn mà chậm lại xíu ha, chậm lại xíu tầm khoảng này nha, tầm khoảng này nha là thả cáp tổng hợp nha. Rồi cái này số 2 rưỡi, để số 2 rưỡi nha. Rồi anh thả đạp ha, đạp không có cá đạp tiếp ha. Nó thì là này thả cáp tổng hợp nha, cá lăng, cá dồ, cá chốt, cá thác lát, cái gì lên hết nha. Nó là đây là thả tổng hợp nha, anh nhớ nha. Rồi còn đánh một vợt liên tục mà trộn, đánh một vợt ăn u phi. Rồi dặn tần số cao lên ha, này số 8, số 9 cũng được, số 9 cũng được. Rồi trộn nhanh lên, này đánh một vợt nha. Rồi chậm quá là thả rồi ha, một vợt nha. Rồi chậm lại để ulti thấp lại xíu là nó ăn cá đen ha, cao lên xíu có vị ha. Rồi anh hiểu chưa? Rồi bật lại thả nè, bật lại thả thì dặn gì với số 3 nha. Rồi số 2 rưỡi, rồi này tầm khoảng số 6 nè, rồi thả tổng hợp đi ha. Rồi để trộn vừa nha. Rồi